bị đột quỵ ở mức độ rất nặng, hai bệnh viện gợi ý đưa về nhà vì tiên lượng xấu. Nhưng rồi bệnh nhân đã hồi phục không ngờ sau 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên. Đó là trường hợp của một bệnh nhân đặc biệt, sư cô 70 tuổi đang cần có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Sư cô Thích Phúc Trơn, trụ trì chùa Đại Cát, thôn Xuân Tảo, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, bị đột quỵ cuối năm 2018 với tình trạng rất nặng. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, không tự thở, liệt nửa người trái, lại kèm thêm viêm phổi nặng, khiến cho tình trạng bệnh nhân vô cùng khó khăn. Tuy đã có hai bệnh viện đều khuyên nên đưa bệnh nhân về nhà vì gần như không còn khả năng cứu chữa, nhưng người thân và các Phật tử vẫn cố gắng chạy chữa. Bệnh nhân được đưa về điều trị tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên. Sau hơn 6 tháng điều trị tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực, đến nay bệnh nhân đã có sự phục hồi rất tốt. Tuần tự từ tháng thứ 3 trở đi cho đến tháng thứ 5 thì rút hết các ống. Bệnh nhân đã có cái dấu hiệu hồi phục. Thứ nhất là bây giờ bệnh nhân hoàn toàn là tỉnh táo về mặt tri giác, bệnh nhân nhận thức rất là tốt. Đấy. Nói được các ngôn ngữ, tức là các từ. Đấy, thứ hai nữa là nhận biết được xung quanh, nhận biết được tất cả mọi người, đồ vật. Đấy, và thứ ba nữa là cái nguy cơ về nhiễm khuẩn, về hô hấp, về tiết niệu không còn. Thứ tư nữa là bệnh nhân đã phục hồi được vấn đề đại tiểu tiện tự chủ. Đấy là một cái vô cùng may mắn cho người bệnh. Đây là một trường hợp được đánh giá là điều trị rất thành công tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên. Nhân dân thôn Xuân Tảo và các Phật tử, và bản thân em cũng là một Phật tử, cũng là con của thầy, thì rất là biết ơn Bệnh viện Y học cổ truyền, đặc biệt là khoa hồi sức tích cực, các bác sĩ, các em điều dưỡng đã rất là tận tình, chăm sóc rất là nhiệt tình, cởi mở với bệnh nhân. Bệnh nhân đã được cứu sống, tỉnh táo, nhưng còn nhiều vấn đề về phục hồi chức năng. Thoát chết rồi nhưng mà chúng ta phải phục hồi được chức năng cho bệnh nhân để bệnh nhân sống làm sao cho nó có chất lượng. Muốn làm được việc đó thì song hành về mặt chuyên môn chúng ta còn phải cả mặt kinh tế nữa. Thì cũng mong là các đoàn thể rồi các cái nhà hảo tâm từ thiện có thể giúp đỡ, chung tay giúp đỡ cho bệnh nhân. Điều kiện kinh tế của bệnh nhân hiện nay rất khó khăn, không có khả năng chi trả cho quá trình điều trị lâu dài nên rất cần có sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm.